Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy và là master trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Như video trước, tôi đã nói sơ qua về phong thủy của năm 2020. Phong thủy cho ngôi nhà của bạn chính là tấm bản đồ để dẫn tới thành công cho chúng ta. Và biết được những cái vị trí nào xấu ở trong căn nhà để chúng ta có thể tránh nó. Và cũng như tôi sẽ đưa cho các bạn những cái kiến thức để hóa giải nó một cách nhẹ nhàng nhất. Và chúng ta hãy cùng vào video sau. Vâng, thưa các bạn, trong video này tôi sẽ nói chi tiết về các hướng xấu trong ngôi nhà của bạn trong năm 2020. Và tôi sẽ chỉ xin chia sẻ trong cái phạm vi là ở trong ngôi nhà thôi. Trước khi đi tiếp thì tôi muốn các bạn phải chắc chắn rằng các bạn đã hiểu được hai điều. Điều thứ nhất là các bạn đã xem video trước của tôi nói về hướng nhà. Và cái video thứ hai là các bạn phải có cái thước lập cực. Cái thước lập cực như sâu ở trên hình đây. Nếu như các bạn chưa có thì các bạn phải quay lại xem lại hai cái video này để mà chúng ta có thể tiếp tục. Trước hết các bạn phải có cái tấm bản đồ của nhà các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái hình như hình minh họa ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là ô màu xám thì là xấu, ô màu vàng thì là trung bình, và màu đỏ thì là tốt hoặc là rất là tốt. Cái tấm bản đồ này thì ai cũng biết rồi, vì đây là bản đồ của Huyền Không năm nay. Nhưng mà rất là nhiều người, thậm chí là các thầy phong thủy, các chuyên gia phong thủy lâu năm cũng vẫn đang làm các bạn hiểu sai. Từ cái và tinh bản này thì các thầy nói là hướng Bắc thì bị Thái Tuế, hướng Đông là bị Ngũ Hoàng, hướng Nam thì bị Tam Sát là xấu. Vậy thì cái từ hướng ở đó thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Và theo các bạn hiểu thì ba hướng xấu này nghĩa là như nào ạ? Nghĩa là tất cả những cái gì về hướng đó, tất cả những cái gì mà nó hướng về cái hướng đó đều xấu, phải không ạ? Như chúng ta đang hiểu cái từ đấy, phải không ạ? Ví dụ như tôi ở hướng Tây, đây các bạn nhìn ở trên hình minh họa này, tôi là hướng Tây này, sao số 9 là sao đẹp nhất của năm nay. Thế nếu như mà tôi kê một cái bàn mà nhìn về hướng Bắc như hình minh họa này thì chúng ta kết luận là tốt hay là xấu ạ? Ở trong phong thủy chúng ta phải hiểu nó có gồm có tọa và hướng. Vậy thì tọa thì là cái vị trí, còn hướng thì là một cái đường kẻ xuyên qua tâm tính từ cái vị trí của tọa đó. Và cái giao điểm của cái đường kẻ qua tâm đó với cả cái tường nhà, tường ngoài của nhà thì chúng ta gọi đó là độ số và chính là cái hướng. Vậy thì chúng ta nói hướng Bắc xấu không có nghĩa là tất cả những cái gì nhìn về hướng Bắc đều xấu, mà chúng ta chỉ nói là cái khu vực. Và chúng ta phải hiểu là cái khu vực của cái cung nó trùm lên cái hướng Bắc đó là xấu. Và trong phong thủy thì cái hướng Bắc chúng ta gọi là hướng khảm, chúng ta gọi là cung khảm. Vậy thì nó chỉ xấu ở trong cung khảm thôi. Nếu nói là hướng Bắc xấu thì chúng ta phải hiểu ở đây là cái cung khảm này nó xấu, chứ không phải tất cả những cái gì nó nhìn về hướng Bắc thì nó là xấu, đúng không ạ? Và sau đây tôi sẽ vào các hướng xấu cụ thể và cách hóa giải. Các vị trí xấu, các cung xấu năm nay của 2020 sẽ là hướng Bắc, có nghĩa là cung khảm của nhà bạn là sao Tam Bích hay còn gọi là Lộc Tồn. Nó biểu tượng bằng con số 3. Con số 3 ở đây các bạn nhìn thấy màu xám đúng không ạ? Nó mang hành mộc. Sao này thì vốn nó đã không phải là sao tốt rồi. Và năm nay nó lại còn gặp Thái Tuế. Có nghĩa là nó ở trong cái độ số, Thái Tuế thì ở trong cái độ số là 355,5 cho đến 4,5 độ. Thì đây cũng là chính là cái hướng Tý ở trong 24 sơn hướng. Sao Tam Bích sẽ bị khắc chế bớt. Nếu mà năm nay trong khu vực này các bạn có thể dùng các cái đồ vật như là hành hỏa hoặc là sơn màu đỏ. Cũng có thể đặt các cái vật phẩm đá mang năng lượng của hành hỏa như là thạch anh tóc và đá hồng phấn để mà khắc chế đi bớt cái công phá của Thái Tuế. Tiếp theo đó là cái hướng Đông. Hướng Đông năm nay nó là sao Ngũ Hoàng Đại Sát chiếu, hay còn gọi là sao Liêm Trinh, biểu tượng thì là số 5 và hành của nó là hành thổ. Ngũ Hoàng đi tới đâu thì mang tai họa tới đó. Đây là một ngôi sao Đại Sát. Nhưng trong ngôi sao này thì hoàn toàn có thể hóa giải nếu chúng ta có thể hoàn toàn biến cát thành hung, chuyển xấu thành tốt nếu như chúng ta đủ kiến thức. Cái khu vực phía đông của nhà bạn ấy thì rất xấu, nhưng mà tùy từng cách cục mà chúng ta cũng có thể vận dụng để mà hóa giải nó. Khu vực này chúng ta có thể chế hóa, khắc chế nó nếu ta có thể dùng các đồ vật bằng kim loại hoặc là các cái tranh, các cái màu sơn, các cái rèm màu nâu hay là màu nâu đất ấy, của hành thổ. Tiếp đến là hướng Nam với sao chiếu là nhị hắc thổ hay còn gọi là cự môn, biểu tượng thì là số 2, mang ý nghĩa thì là chủ về là bệnh tật. Những cái nhà nào mà có trẻ sơ sinh này, người cao tuổi này, hay là các cái thành viên vốn đã có sức khỏe yếu thì không nên ở trong khu vực này,
không nên ở trong khu vực phía nam của nhà trong năm nay, không nên ở trong khu vực phía nam. Khu vực này sẽ có cái năng lượng tương đối là không tốt cho sức khỏe. Năm nay khu vực này cũng hội tụ một cái thế sát, nó gọi là tam sát hay còn gọi là tuế phá. Tuế phá chính là một cặp bài trùng với cả ông thần Thái Tuế ở trong ở phương Bắc. Vì bao giờ cũng là tọa hướng Bắc, bao giờ cũng là tọa Bắc hướng Nam hoặc là tọa Nam hướng Bắc, đúng không ạ? Nhưng mà tuế phá tam sát ấy, thì chỉ kỵ là cái tọa chứ không kỵ hướng. Nghĩa là nhà bạn nếu như mà tọa Nam hướng Bắc thì khu vực phía Nam của nhà bạn sẽ xấu. Còn nếu mà tọa Bắc hướng Nam thì sẽ không quá là đáng ngại. Sức công phá của tam sát sẽ giảm đáng kể. Có một câu khẩu quyết là muốn phát tài phải đấu tam sát. Chúng ta có thể hóa giải tam sát bằng cách dùng hồ lô hoặc là các cái đồ đồng để ở trong cái khu vực phía nam của nhà bạn trong năm nay. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng bể cá để mà nó bớt sát khí cho khu vực này. Nhưng các bạn phải lưu ý, cái bể cá chúng ta phải làm cái bể cá nước tĩnh, chứ không được dùng cái bể cá ngoài trời. Cái bể cá ngoài trời lớn mà nó có dòng chảy. Vì muốn hóa giải tam sát các bạn phải dùng thủy tĩnh chứ không được dùng thủy động. Và cuối cùng, đừng quên khu vực ở giữa nhà bạn. Khu vực ở giữa nhà bạn thì gọi là trung cung, là khu vực trung tâm của toàn bộ cái khí trường trong ngôi nhà bạn. Và năm nay thì sao Thất Xích Kim, nó gọi là phá quân, là sao phá quân đấy, nó nắm lệnh ở cái vị trí giữa của ngôi nhà, nó gọi là Nguyệt Ổ. Thì Nguyệt Ổ chính là cái ngôi sao nắm lệnh của toàn bộ 9 ngôi sao chiếu vào nhà bạn. Và năm nay là sao Thất Xích Kim, nó là sao tương đối là không tốt. Có câu khẩu quyết là nhất quý đương quyền, quần hung nhiếp phục. Nghĩa là nếu sao tốt nắm lệnh thì toàn bộ căn nhà đó sẽ tốt theo. Nhưng mà năm nay sao Thất Xích vốn là sao không tốt, nên là càng phải chú ý cái vị trí giữa của căn nhà. Vị trí này thì nên để mọi thứ nó sạch sẽ, đặc biệt là không được bố trí nhà vệ sinh, không được bố trí các cái tiểu cảnh ở khu vực này, kể cả là bể cá, kể cả là cây cối, hay là những cái nhà nào mà có phạm vào thế gọi là thế đại sát ấy, thì là có cái bể phốt hoặc là bể nước ăn ở giữa khu vực nhà đều là rất là không tốt. Tốt nhất là cái khu vực này các bạn để thoáng nhất có thể, không cần để cái đồ vật gì đó cả, cứ để cho nó thoáng mát nhất và nó không có cái đồ vật gì để đó. Nếu như nhà nào mà có điều kiện thì có thể mở cái giếng trời ở trên để cho khí nó chiếu xuống thì lại càng tốt. Nhìn chung là thì với 4 khu vực là Bắc này, Nam này, Đông này và khu vực giữa nhà trung cung, năm nay thì đều không nên tu sửa, cải tạo. Nhưng mà nếu bạn muốn làm thì không phải là cũng không có phương án để mà triển khai. Mọi việc đều có thể có phương pháp để mà khắc chế nếu như mà đủ kiến thức. Ngoài các khu vực trên thì ta cũng phải chú ý đến các cái đại sát khác như là lực sĩ sát này, phạm lạc sát này, mộ kỷ đô thiên sát, mộ long biến vận sát hoặc là âm dương sai thác sát. Đây là những cái sát cần phải chú ý khi mà chúng ta xây dựng. Đó là những cái thế sát chúng ta cần chú ý khi chúng ta xây dựng. Tất cả những cái điều mà tôi nói ở trên là về phong thủy bên trong ngôi nhà của bạn, hay còn gọi là nội quan. Còn phong thủy dành cho khu vực ở bên ngoài của ngôi nhà, hay chúng ta gọi là phong thủy gọi là loan đầu hình thế, thì tôi sẽ chia sẻ dần dần trên kênh này của tôi. Những cái video tiếp theo tôi sẽ nói về các cái phương tốt ở trong năm 2020, các cái hướng tốt, các cái khu vực tốt ở trong ngôi nhà bạn và cách vận dụng nó để mà kích hoạt mạnh mẽ những cái vị trí tốt cho ngôi nhà của bạn. Và những cái vị trí xấu kia nó cũng sẽ có cách để mà phù trợ thêm cho những cái vị trí tốt của bạn. Và video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.